sang có hoa đào rơi. Dieu se fasse que passe, ti va così la si va li hovi si suki. Chia hoa hoa chia 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 chia, hiểu chết liền luôn á. Bà làm cái gì vậy? Hả? Trời ơi cái bà này. Mình tôi hát được rồi. Ông Thọt vô không có lai nhật tí nào hết trơn, nó đi luôn rồi. Không biết bà ca cái gì lạ vậy, không biết nữa. Mình ơi. Mình không nhớ kỷ niệm ngày xưa sao mình. Sao? Mình nói là từ khi mình thấy em vừa múa vừa hát cái bài Mùa Xuân Sang Có Anh Đào thì mình đã về mình tương tư em. Rồi mình đi theo em, rồi mình mới viết thư cho em tỏ tình. Đúng đó. đúng. Mà lúc trước là qua anh Đào, bây giờ là qua chú qua bác rồi. Trời, cách đây 30 năm rồi. Đau đớn khi nghe hoa chú hoa bác. Sắp tới qua ông rồi. Biết thực tế nó như vậy mà tại sao nói ra để đau lòng nhau vậy? Có sao nói vậy người ơi. Trời ơi, có sao nói vậy người ơi. Tôi đâu có muốn. Tại con mình, con Liên nó sửa soạn cho em. Nó nói là em trẻ lại. Sửa soạn như vậy thì sẽ trẻ lại mấy chục tuổi luôn đó mình. Cũng con Liên nữa. Tôi sẽ đánh cho con Liên một trận cho nó biết mình. Tại sao mình lại đánh con? Tại vì nó dám làm cho mẹ nó bị bệnh ảo tưởng. Trời, mẹ nó làm gì mà nó dám nói như vậy? Nói thiệt, tôi có say rượu không tưởng tượng nổi nữa. Mình ơi. Thôi đi thay đồ giùm đi. Rủi có ai vô đây thấy còn ra thể thống cái gì nữa. Mình ơi. Bà để tôi yên tôi đập báo được không? Tôi không ngờ tôi bỏ công cả nửa ngày trời để ông phủ phàng như vậy. Cỡ này rồi mà còn chê phấn son cho hàng xịn trong quần áo dày rồi mà còn nói. Trời ơi. Bởi vậy nhiều đêm nằm tôi hận. Tôi hận lắm. Tôi hận cái duyên số của tôi. Cũng là nợ nần nhau từ kiếp trước. Hồi đó chắc tôi là một chàng trai. Rồi tôi là phụ phàng ông cho nên kiếp này tôi mới vậy. Bởi vì bây giờ nhìn thấy chị em bạn mà tôi tủi thân cho gia đình tôi. Nhà người ta không phải là vợ chồng sao? Không lẽ là nhà người ta là thiên đường à? Sao mà người ta ấm êm, người ta hạnh phúc đến như vậy? Còn nhà mình, trời ơi, nhà mình. Ủa tôi nói từ giờ nhiều lắm, ông có nghe tôi nói cái gì không? Ở với bà nghe cũng thành không nghe. Rồi thỉnh thoảng đang yên tĩnh nghe lại nghe văng vẳng. Tại vì bà nói suốt ngày, bà càm ràm không có ngơi nghỉ. Bà không mệt thì cũng cho cái người nghe người ta nghỉ chứ. Đó, tôi nói có sai đâu. Vợ chồng như mặt trăng mặt trời, mỗi người một tính, mỗi người một ý. Mà tôi có khó tính gì đâu. Tôi nói chỉ là vì ông không chịu nghe cho nên tôi mới nói hoài. Chứ nếu như mà ông nghe thì tôi đâu cần phải nói. Bộ ông nghĩ là tôi nói tôi không mệt sao? Tôi nói xong là tôi vô tôi uống xăm không nữa chứ. Ca sĩ mà ca 5 bài là đứt hơi. Còn tôi tưởng tượng đi, đâu có 5 bài ca từ năm này qua năm khác. Tôi biết ông là ông chớ tôi. Ông để tôi nói nhiều để tôi chết bất đắc kỳ tử. Tôi biết. Mai mốt bà lép xin đi. Bà lép xin đi cho bà khỏi mệt. Thôi không có nói chuyện với bà nữa. Bà nói là tôi đủ chết rồi. Bây giờ tôi khóc được mấy ông. Khóc tôi bỏ tôi đi ra khỏi nhà này ngay lập tức nữa nha. Ông đi đâu thì đi. Mà ông không đi thì đúng tôi đi. Tôi nói thiệt, lúc đó ông sẽ hối hận là bởi vì một ngày không có em là đời anh tan nát. Cả trời mây u ám. Hên ông mà cho lên nữa lên được chết liền. Đứt cái gì gân cổ bà bây giờ. Tôi nói thiệt với bà, thà như vậy còn hơn chứ vợ chồng già mà gây gỗ nhau coi không có ra cái gì hết trơn cái trời bà ơi. Thì tại ông không chịu nghe tôi nói. Thì bà nói tôi vẫn nghe chứ tôi có điếc đâu à. Ông nghe sao không chịu hiểu, nghe chơi bỏ qua lọt lỗ tai vậy không hiểu. Sao biết không hiểu, hiểu mà hiểu cái gì. Hiểu, trời đất ơi tôi mà nói ra thì còn ý nghĩa gì nữa. Tôi lại bà, già lắm rồi bà ơi. Bà cứ úp mở muốn mẩy như hồi xưa, có dị hợm quá. Bà làm như vậy không sợ người ta nói sao? Nói cái gì? Nói là bà bị mất cái chứng minh thư đó. Trời bà ý. Không biết mình nhiêu tuổi nữa. 52 mà tưởng 25. Ông
Thôi được rồi, hết rồi, cứu rồi. Bữa nay tôi nói để ông dễ hiểu nghe. Ông nhìn vợ chồng của cô Loan hàng xóm coi, có bao giờ mà cô ấy đòi cái gì đến hai lần không? Chỉ cần anh ơi một tiếng thôi là chồng cô hiểu liền, là làm liền. Thôi mà hơi đâu mà đi so đo với cô Loan thì không biết. Ông gì nữa? Ông nói là tôi không bằng với cô Loan phải không? Đúng. Tôi thua cô cái điểm nào? Ông nói đi. Cô ấy đảm đang, còn tôi, ông chê tôi vụng về phải không? Cô Loan. Không, có phải. Ý tôi nói là người ta là vợ chồng trẻ, mình không có so được, hiểu không? Hay không? Nói vậy mà nói được, chơi thâm thúy. Ý nói người ta trẻ là ông nói tôi già, đúng không? Ông nói tôi già rồi vậy. Già thì chưa già, nhưng mà sắp mừng thọ ngũ tuần thôi vậy đó. Ai nói với ông tôi 50 thì... Đứa nào nói đi, tôi cắt lưỡi nó. Thì cũng 45 mới xuân xanh rồi. Thấy chưa, nó thách tới 5 tuổi thấy chưa. Cô Loan cũng 40 rồi, bộ trẻ lắm hả? Gì 40? Xin lỗi ông, mặt nó chưa chắc láng bằng tôi à. Nghe, nhưng làm điều gì? Tôi nhăn thì hơi nhăn hơn nó một chút, bị tôi lo, buồn mà. Lo làm sao 40? Mới 38. Anh trời ơi, thấy chưa. Ừ thì 38. Mà À, sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Vợ người ta thì ông quan tâm, vợ nhà thì ông không ngó ngàng tới hả? Vợ tao ông sụt xuống rồi tôi ông lên năm trời ơi, mà nói bậy, chồng bố nghe phiền phức lắm nghe không? Không đúng sao? Trời ơi, tôi biết mà, tôi bất hạnh quá mà. Ai biết cho chăng tôi khổ vì ai, tôi khổ vì ai. Vâng số tôi thương để đàn bài cho cuộc đời bé nhỏ. Nổi ốc lên ông đầu rồi. Vì sao thế ông, hai cuộc đời như một, chung một niềm sâu từ lúc tuổi 20. Trong lúc vòng tay tôi chưa tròn ân ai, nên nhiều đêm thức giấc tôi lo sợ đơn côi. Đang có cái hậu nữa. Lúc này cứ qua tặng âm nhạc hoài. Trời ơi trời, bà im cái miệng giùm tôi được không? Ai than thở với tôi là sao người ta 38 tuổi mà da người ta đẹp, tóc người ta xanh, chân tay còn mịn màng, dáng người còn đẹp như người mẫu? Ai nói? Mà chẳng những là nói một lần, mà nói ngày này qua ngày khác, nó hoài. Ai nói? Tôi. Thì tôi nói. Nhưng mà ông nghe mà ông không có được nhớ. Mà 38 với 45 cũng xem nhau thôi, có 7 à. Biết giữ thì 7 nó cũng đâu nhầm vậy. Phải rồi, con gà với con công cũng giống nhau, cũng bộ lông, cũng có đuôi. Ông thì tôi là con gà mái già, tôi sơ xác là gì ai, tôi già nua là gì ai. Trời, tôi sống với ông sao tôi lấy hơi lên không vậy nè. Thôi, tôi không phải tôi chê bai bà đâu. Tôi biết bà muốn tôi đối với bà như những ngày trước, nhưng mình già rồi, làm quá con nít nó cười. Bà không hiểu lầm tôi sao? Trời ơi, bà chỉ cần biết là em yêu ơi, tình này gần hết trên em với bao mặn nồng. Trong tim yêu riêng anh chỉ biết có em yêu em trọn đời. Em yêu ơi, tình trù ngăn cách với anh xin một đời. Anh yêu em, anh xin yêu mãi với em, riêng em mà thôi. Hát thì được mà không có thể hiện. Hát hay, hát đủ ý, mà tôi không hề thấy được cái điều đó ngoài thực tế. Nhắc thôi, cái đó muốn nhắc nhở thôi. Mình chẳng có phải là 18 đôi mươi gì mà bà đi so bì với tuổi trẻ. Cái thời của mình nó qua rồi. Đúng rồi, thì đối với ông là tôi đã lỗi thời. Tôi đã vô duyên xấu xí, cho nên ông dành cho tôi những lời lẽ chua chát như vậy. Trong khi tôi đi cùng với con Liên thì bao nhiêu người cứ tưởng hai chị em, người ta còn khen tôi sao mà đẹp quá, trẻo quá. Con Liên nó hãnh diện biết rồi ba. Má, trời ơi, ba má đừng có gây nhau nữa mà. Thiệt khổ ghê vậy đó. Con tốn công biết là bao nhiêu, con giúp má, rồi cuối cùng ba má cũng gây nhau nữa. Rồi má biết chứ, má cảm ơn con nhiều mà. Tại ba con, mày tuốt tao dày mà ông còn chê tao già.
Má dị ổm, má nhìn không có giống giáp nào hết. Con nói công bằng đi con, má nhìn cũng đâu có tới nỗi nào phải không con? Con gái ruột của má. Dạ phải chứ sao, chẳng những má đẹp thấy chưa không, mà má con thấy má còn đẹp hơn con nữa. Thấy nó nói chưa, thấy con mà nó nói chưa. Má, cái ngày mà má bằng tuổi con chắc là má đẹp lắm phải không má? Trời xin lỗi má. Ba phải không ba, phải không ba? Phải, ông nói thật lòng tiếng coi. Đó, mày thấy chưa? Ba, ừ đại tiếng đi ba. Mày thấy chưa, cũng ích kỷ chứ ừ đó, mày thấy chưa? Ừ đại đi ba. Không dám ừ chứ gì. Không biết lúc đó tôi ăn cái gì mà tôi lú lẫn tôi lại đi chọn ông. Trong khi bao nhiêu vương tôn công tử dập dìu đến cầu hôn tôi, bây giờ tôi chịu khổ như thế này cũng là quả báo tôi mà. Tôi đã phụ bạc những trái tim yêu đương nồng cháy ngày xưa. Trời ơi má, con ước gì á con được thấy dung nhan của má hồi trẻ. Thấy chưa, thấy con mình nó nói chưa? Đó, thấy chưa? Con hỏi ba con đi. Hỏi ba có kìa, má lẽ giờ má nói về má kỳ. Hỏi ba con đi. Ủa ba có hả ba? Làm lạc mất rồi. Trời trời. Thấy chưa? Vậy mà hồi xưa năn nỉ xin cho được tấm hình của tôi, ông nói là ông sẽ giữ làm kỷ niệm suốt đời. Trời ơi, nếu mà tôi biết ông làm mất đó. Thôi 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 thôi, ngày xưa khác bây giờ khác. Tôi phải lo đủ thứ, nào lo nhà cửa con cái, rồi phải lo đi kiếm tiền để vợ tôi sắm sửa son phấn dây chuyền nhẫn quần áo. Trời ơi trời, quần là áo lược đủ thứ hết trơn. Hơi đâu mà để ý tới mấy cái chuyện con nít đó. Ông nói tôi là con nít là lố bịch hả? Thôi thôi thôi, tôi không có cãi với bà nữa. Tôi nói thiệt, ở trong cái nhà này không có giây phút nào tôi được yên. Bà làm quá, tôi đi cho bà ở nhà một mình bà. Ông bà. Nè, con Vinh nó sắp tới rồi đó. Bà muốn nó lộn bà với con Liên hay sao mà chưa chịu đi thay đồ đi. Tôi không có hiểu nổi bà đâu. Bà. Ông, đúng rồi, ông bà hiểu ai. Trời ơi, trời sao tôi khổ như vậy hả? Trời ơi, trời ơi, ông nhát mặt mà. Má, trời ơi, ba đi rồi, đừng có than thở nữa. Má hiểu tính ba quá rồi mà. Mà sao ba con cũng kỳ ha. Có cái tấm hình của má thôi mà cũng làm mất nữa. Ba con xạo, không có làm mất. Mà tại má lém, má lấy má cất. Ủa, trời đất ơi, má lấy má cất chi vậy má? Má thử xem ổng có quý, có tìm không? Trời ơi, ai dè ổng quên luôn. Má tự ái nên không có thèm hỏi tới. Trời đất ơi, làm vậy chi không biết nữa. Nhưng mà con nói thiệt với má nha, anh Vinh á, ảnh mà làm mất cái tấm hình của con á nha, là ảnh tìm liền. Mà con đố ảnh dám làm mất hình của con. Trời ơi, ảnh quý cái hình của con lắm má. Trời ơi, má biết làm sao không? Ảnh nói với con á, ảnh nói là sẽ giữ làm kỷ niệm suốt đời. Đó, đó, cái câu đó, ngày xưa ba con cũng nói y như vậy. Ủa vậy hả má? Bởi ta nói đàn ông mà, đàn ông mà, có một chữ nó xài hoài giống nhau lắm. Trời không có đâu má ơi, cái hình của con á không bao giờ mà rời khỏi cái bàn làm việc với lại cái đầu giường của ảnh rồi đó. Chẳng những vậy á má, mà ảnh còn cất cái hình con trong bóp nữa. Thì đó, đừng kể nữa. Dạ, con đừng kể, một hồi má quánh con. Trời, dạ, dạ, quánh gì tức ghen với con. Trời ơi, tức con tâm sự với má. Rồi má công rồi má thành đứa một người mẹ không thương con nghe. Thôi được rồi, được rồi. Ê, ê, ê. Tao bất hạnh mà. Bởi vì nói chung quy tao bất hạnh cho nên tao mới gặp má mày. Trời ơi, anh Vinh tới. Anh Vinh tới, anh Vinh tới, anh Vinh tới. Quên, thằng Vinh bồ con phải không? Dạ. Tao thấy nó đeo con lắm. Thương con như vậy thì má cũng mừng. Dạ. Ý tao chết má rồi, trời đất ơi, ba mày nói quên nữa. Tao vô tao thay đồ để nó lộn kỳ má, lắm. Má, tao má. Trời ơi má ơi, mặc kimono đi từ từ thôi, chạy có chừng té nha má. Mày trù không à? Mới gì nói xong à. Đồ không biết luật lệ giao thông, đồ mắt mọc ngược sau đầu. Ôi cha. Ủa anh Vinh, anh sao vậy? Liên em. Dạ. Trời ơi, gặp được em anh mừng quá. Anh ngỡ là anh không còn gặp được em nữa rồi. Ngỡ rằng chúng ta sẽ nhìn nhau qua một làn khói trắng, dù đời vào quên lãng. Trời ơi, anh nói gì nghe ghê vậy? Ủa, bộ anh mới bị tai nạn hả? Thì đó, em nhìn là em biết rồi. Xem chút xíu nữa là
xích cà que thật sự luôn á. Trời ơi, anh bị đụng xe. À không, mà đúng hơn là hai xe đụng nhau. Anh hốt hụi chót. Ủa, anh nói vậy là sao? Em không hiểu. Thì nè, anh đang chạy bon bon trên đường tới nhà em, thì đằng trước á có một thằng nhóc chạy mô tô. Chạy ngược lại cũng là một thằng nhóc. Thấy vậy anh mới tấp vô, nó cũng tấp vô, anh chạy ra nó cũng chạy ra, rồi cái nó tránh anh không được, cái nó nhào vô anh, rồi thằng dưới nó cũng nhào vô anh luôn, thành ra anh nằm ở giữa. Trời ơi, anh nói em nghe thấy ghê quá, tội nghiệp anh quá. Vậy chắc cái xe của anh nó cũng tiêu luôn hả? Xe anh đâu có bị đụng đâu. Chứ làm sao? Hai thằng kia nó đụng nhau, nhưng mà hai thằng nhảy ra kịp, còn anh nhào tới thắng gấp quá, rồi anh nhào vô đống xe đó đó. Trời ơi, xui dữ à. Chứ còn gì nữa, hôm nay ngày sao mà xui tận mạng. Ê cha, thì mày yên tâm đi, anh đã bắt hai thằng đó hả, viết giấy nợ cho anh rồi. Ủa vậy hả? Mà anh biết nó ở đâu mà tìm? Đây nè, địa chỉ đàng hoàng đó nè. Trời ơi, nó ngu gì nó viết địa chỉ thiệt cho anh. Em đọc coi, đó, có địa chỉ rõ ràng đó. Đâu đâu đâu, đưa em coi coi. Số nhà 245 đường Nam Kỳ, Lục Tỉnh. Đó, thấy chưa? Rõ ràng nó viết là đường Nam Kỳ. Cái vậy? Ủa, cái đường Ủa, đường Nam Kỳ, Lục Tỉnh là đường nào vậy trời? Thấy chưa? Còn nữa nè, số nhà 317 đường Trạng Quỳnh. Cái này đúng rồi nha. Thì đúng đường Cống Quỳnh đó. Cống Quỳnh hả? Nhưng mà cái này nó cho lên tới chức trạng lận, lớn hơn ông Nghè, ông Cống nữa à. Hiểu rồi ha. Trời ơi, như vậy là trời ơi, tính anh bị lạc lòng. Dễ tin người em biết rồi, bây giờ thôi thôi, bỏ qua đi anh ơi. Tiền bạc là chuyện nhỏ, em lo là lo cho anh nè. Đường xá thì xa xôi nguy hiểm, anh mà có về gì chắc em chết quá. Tại anh nhớ em quá, ngày nào mà không gặp em một lần á, cho dù ngồi quán uống ly cà phê, nghe gió mưa đi về, anh nhớ chuyện gì van xưa thật xưa, khi trái tim chung tình hết rồi. Mây trôi mãi lên đền cuối trời, bóng đêm là dị vãng. Tình mình như ngọn sóng, sóng ra khơi mịt mờ, ngập hồn anh chờ mong hỡi con tim dại khờ. Ở đó mà còn chọc em hả? Ba má mà biết anh gặp nguy hiểm á, là ba má sẽ la rầy em, kết tội em cho anh coi. Ừ, đúng vậy đó. Và hình phạt lớn nhất đối với em là ba má anh sẽ mang trầu cao qua đây để hỏi cưới em làm vợ cho anh. Mà có thiệt á, là một ngày không gặp em anh chịu không nổi không? Thiệt cái sao không thiệt? Anh bị ghiền rồi. Bị ghiền cái mặt dễ thương của em rồi. Bị ghiền cái miệng lúc nào cũng cười tươi của em rồi. Một ngày kia hả, em sẽ già nè, em sẽ xấu nè, không biết anh có còn yêu em như bây giờ không? Em ơi, không bao giờ anh thấy em xấu cả. Dù em có già đi đến đâu chăng nữa, em có 90 tuổi thì anh vẫn thấy em đẹp tuyệt vời. Anh nói quá à, già rồi đẹp nổi gì nữa? Có chứ, đó là đẹp lão. Ý trời, em đẹp như bà tiên vậy. Em đẹp như tiên giáng trần ấy. Nhưng mà nếu em không đẹp như là tiên giáng trần là sao? Hay mà em xấu như một phù thủy thì sao? Không sao hết. Dù em có xấu như phù thủy anh cũng không quan trọng. Anh đâu phải là hàng sở khanh háo sắc đâu em. Anh yêu em là yêu con người của em kìa. Anh yêu tâm hồn của em, yêu tính tình của em. Dù em có đẹp hay xấu thì anh cũng vẫn yêu em như thuở ban đầu mới gặp nhau. Mà anh có thể nào yêu một người tóc bạc nè,
da nhăn nè, giống như là má của em không? Đã nói với em á, cho dù em già hay trẻ đi nữa, anh vẫn yêu. Ai mà không có lúc già, da không nhăn, tóc không bạc. Lúc đó anh cũng vậy, anh cũng lưng còng, răng súng nè, nói phều phào không ra hơi nữa. Già như vậy mà còn nói anh yêu em nhiều lắm em ơi. Với một cô gái 18 đôi mươi hả, có nước là bị chửi là già dịch, trâu già mà ham gặm cỏ non. Nhưng mà ai biết được, lúc mà chưa cưới người ta được á, thì ông nào không nói hay nói giỏi. Tới khi mà cá đã vào rọ rồi á, thì lạnh nhạt rồi thờ ơ. Em thấy tấm gương của ba em rồi, em sợ lắm. Em yên tâm đi, ba em là ba em, anh là anh. Đối với anh á, dù mấy mươi năm nữa đi, anh vẫn luôn nhớ rằng có một thời em là một cô gái vô cùng đẹp, đẹp nhất đời anh. Hơn nữa còn tấm hình của em tặng cho anh nữa là bằng chứng. Anh sẽ nhớ nó hoài, anh sẽ giữ nó bên mình hoài. Tấm hình đó hả? Nó nhỏ xíu à, anh có thể làm mất nó thì sao? Ồ, không bao giờ có chuyện đó. Anh sẽ giữ tấm hình này thật kỹ. Anh bọc tấm hình trong bao ni lông, anh ép lại để đi trên đường trời mưa khỏi ướt. Rồi anh nhét nó vào trong cái bóp. Trời ơi, cái bóp của anh sẽ đặt ngay cái túi áo này nè. Trời ơi, kỹ quá. Phía trái tim của anh đó, để hàng ngày em được nghe những lời của anh thì thầm I love you. Ôi trời ơi, tiếng Anh này quá. Em đang nghe đây. Lòng đầy xuyên sao khi ta nhìn nhau, ngọt ngào biết bao môi hôn ta vừa trao. Và trong anh bao điều muốn nói, hãy yêu nhau luôn, trao nhau phút giây êm đềm. Em nói vậy á, có dự ý anh chưa? Rồi trong khi những lúc anh ngủ đó, anh sẽ đặt cái bóp này dưới cái gối nằm của anh nè. Trời ơi, để anh có thể gặp em trong giấc mơ. Trời ơi, em sẽ hiện về trong giấc ngủ của anh. Dạ. Và nếu có chết đi nữa ý, thì anh cũng chỉ mang tấm hình này của em theo thôi, để làm hành trang cho anh đăng trình bước về địa ngục. Trời ơi, sao lại là địa ngục? Về thiên đường chứ anh. Anh đâu có ở ác đâu mà về địa ngục. Đúng rồi, anh quên. Ừ, về thiên đường. Em à, hãy bằng lòng làm vợ anh nha. Kẻo lỡ chuyện không may mà xảy ra thì kẻ trên dương gian, người ở thiên đường là xa nhau vĩnh viễn đó em à. Xin, anh không có được nói bậy. Trời ơi, anh Trần, em... Em sao hả? Em bằng lòng làm vợ anh. Em nói thiệt nha, anh yêu em quá. Trời ơi, cả mẹ lẫn con, hai thế hệ phụ nữ đều bị dễ dụ như nhau. Em ơi. Dạ. Hình như là có ai đang rình nghe hai đứa mình tâm sự làm sao á. Ở nhà đâu có ai khác ngoài hai đứa mình, ba má thì đang ở trên phòng á. Nhưng mà anh có cảm giác là có người lạ. Mèo. Mèo. Trời ơi, anh ơi, là con Mimi của em á. Vậy hả? Dạ. Mà hồi nãy á, anh nghe em nói ngọt ngào, êm ái, như là hát vậy đó. Em ơi, em có thể hát cho anh nghe được không? Thôi, chuyện hệ trọng người ta chỉ nói có một lần thôi à. Thôi mà, em hát thêm một lần nữa cho anh nghe đi. Hát nữa đi em, lấy vầng trăng tô đẹp má hồng. Trời ơi, em thấy anh hát còn hay hơn em nữa. Hát nữa đi em, dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hát nữa đi em, môi bước dài nối liền niềm tương lai, rồi ngày mai có nhau trong đời, đường đi hoa nở sánh vai ta tuyệt vời. Anh hát hay quá à. Nhưng mà thôi, em mắc cỡ lắm, em không có nói tới nói lui đâu. Chỉ cần á, anh về anh kêu ba má đem trầu cao qua là được rồi. Hả? Thiệt hả em? Trời ơi, anh hạnh phúc quá. Ôi, hạnh phúc quá. Trời ơi, coi chừng ba má thấy là chết.
Trời ơi, mày đừng có tưởng vậy là xong đâu con. Ổng gạt tao thì được, chứ mày, mày không gạt được con gái tao đâu. Đã có mẹ hiền cứu vớt đời con đây Liên ơi, mẹ sẽ không để con chết trong vòng tay của kẻ thù đâu. Trời ơi, quá lắm rồi, quá lắm rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa căn nhà lễ giáo gia phong của tôi mà dám làm cái chuyện tày trời. Ông Trần, ông Trần, ông đâu rồi? Ông ra đây mà coi đi nè. Má ơi má, có cái gì đâu mà má la dữ vậy? Là anh Vinh mà má. Vinh, Vinh, Vinh là thằng quỷ dịch nào? Bộ thằng Vinh là nó được quyền ôm mày mà không xin phép tao hả? Mày mê mũi rồi, mày bị nó dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ rồi con ơi. Sao má dạy hoài con không nghe? Đừng bao giờ tin lời đường mật của đàn ông. Trời ơi là con, tình yêu của đàn ông đó, nói chung nói tóm lại là nó sẽ làm cho mình. Có những đứa cha trong tình yêu, con tim ta không hề hay biết. Có những đứa cha trong tình yêu, con tim ta không hề hay biết. Trái tim này đang cú đầu, trái tim này đang kêu đầu, trái tim này đang nằm rất tiếc như tình rơm máu. Trái tim này đang cú đầu, trái tim này đang kêu gào, trái tim này đang nằm rất tiếc trong tâm hồn của tôi. Nói tóm lại là đàn ông nó sẽ làm mình đau khổ, thằng đàn ông nó cũng như nhau, con biết không? Dạ thưa bác, tôi không có bán cháo gì với cậu cả. Vậy là bác chịu rồi hả bác? Bác ơi, dạ con chào má. Hey! Tôi mà đẻ ra cái thứ con trai dụ dỗ con gái nhà lành như cậu hả, là tôi bố mũi nó từ hồi lúc mà nó sắp sửa ra đời rồi kìa. Bác ơi, bác đồng ý giùm cho con đi bác, rồi con sẽ đưa ba má con qua hỏi cưới Liên liền. Trước sau gì tụi con cũng trở thành vợ chồng mà bác. Ai nói tôi gả con Liên cho cậu mà vợ với chồng? Ủa sao kỳ vậy má? Tự nhiên má chuyển hệ gì kỳ vậy? Má ơi, con hứa với ảnh rồi má ơi. Mày má tao chắc. Tao đẻ mày ra mày nói mày hứa với nó rồi xong tao phải gả mày à. Mày im miệng chưa? Mày đứng qua một bên. Bây giờ mày không có quyền có ý kiến, ý cò gì hết. Mày không còn sáng suốt đâu. Mày không có tỉnh táo nữa đâu. Mọi chuyện để má lo cho con. Má sẽ cứu con, má không để con chết như má đâu. Được rồi, để tôi đi cho bà vừa lòng. À, ông đi đâu hả? Bà đuổi rồi tôi đi. Chứ bà có để tôi yên giây phút nào đâu à. Ai mà chịu cho nổi. Đọc tờ báo từ sáng tới trưa mà cũng không xong với bà. Đọc vậy đỡ tốn tiền. Ông phải ở lại ông giải quyết chuyện con gái. Con gái của ông rồi ông muốn đi đâu thì đi chứ. Tôi thề, đúng rồi, lúc đó xong đi rồi tôi không có cản ông đâu, muốn đi đâu thì đi. Chuyện gì nữa? Thằng Vinh nó ôm con Liên ở ngay tại đây. Và chính mắt tôi bắt gặp, tôi là nhân chứng. Trời ơi, trai gái ôm nhau là cái chuyện bình thường. Hả? Trời đất ơi, chẳng những nó ôm mà nó còn nó... Hôn chứ gì. Ừ. Hai đứa nó yêu nhau, thằng Vinh không hôn con gái tôi mới đặt dấu hỏi nó. Ông đừng có nói ngang. Tụi nó chưa là chồng vợ thì không có được phép làm cái trò trên bọc trong dâu. Mèo mã gà đông. Dạ thưa hai bác, con xin phép hai bác cho con được về đưa ba má con qua để hỏi cưới Liên làm vợ. Đó, bà nghe nó nói chưa? Tôi đâu có điếc. Một nụ hôn bất hợp pháp đã được hợp pháp bằng một đám cưới. Thấy không, bà còn phiền ai gì nữa chứ? Phiền chứ sao không phiền. Tôi đã bằng lòng chưa? Má, nhưng mà con bằng lòng rồi mà má. Hay nha, giỏi nha. Nghe vậy là không còn gì nữa mà bàn cãi nữa trơn rồi. Nhưng mà tôi là mẹ, tôi tuyên bố tôi không gả con Liên. Tôi không gả thì không ai có quyền gả con gái tôi hết. Tôi là mẹ mà. Mẹ là trên hết. Nhưng mà tôi là cha. Tôi là cha nó, tôi có quyền gả nó. Hiểu chưa? Bây giờ ông muốn chọc tức tôi phải không? Hả? Ông muốn cãi lại lời của tôi phải không? Má ơi, trời ơi, con xin ba má đừng có gây nhau nữa mà. Ba ơi, ba đừng có đi mà ba. Tao hết chịu nổi bả rồi. Ba đừng có đi. Ba để con đi đi. Đi luôn hết đi. Đi hết đi. Mày vô mày cuốn quần áo mày đi luôn đi. Mày đi theo thằng Vinh phải không? Không, con đi tu. Mày, con không làm vợ anh Vinh được thì con đi tu. Con cũng vậy. Con không cưới được Liên, con cũng đi tu luôn. Con sẽ cất một ngôi chùa bên trái, Liên sẽ cất một ngôi chùa bên phải. Ngày ngày hai đứa con sẽ tụng kinh cầu siêu cho một mối tình vừa chớm nở đã bị lụy tàn và chết heo. Vì ai? Vì thế lực phong kiến,
vì sự cản trở của gia đình, vì cuộc chiến bất phân thắng bại giữa hai chữ tình và hiếu. Anh Vinh, trời ơi, ông ơi ông, nó nói trầm trọng như vậy. Ủa, hai đứa nói vậy liệu tôi có bị ở tù không ông? Bà yên tâm đi, dù gây gỗ với bà, tôi hứa là tôi sẽ thăm nuôi mỗi tháng hai lần cho trời bà. Ơi, tội của bà là tội cản trở tự do cá nhân. Ừ, tù nặng lắm, ở tới chết còn chôn ở trong luôn. Liên, dạ con nghe ba con nói chưa? Dạ con nói đi, con có tự nguyện bỏ thằng Vinh hay không? Trời ơi, hay là con muốn ba ở tù cho con vừa lòng? Không, má 9 tháng mang nặng đẻ đau đi, ngày hôm nay con báo hiếu như vậy phải không? Bà nói vậy quá cha ép nó rồi. Má ơi má, bây giờ con nói đi. Má ơi, con yêu anh Vinh mà má. Nhưng mà nó không có yêu con. Ai nói? Người nào nói? Bác chỉ đi, con đánh nó bể mặt cho coi. Còn nếu mà bác nói thì con xin được cải chính. Con yêu mà, con rất là yêu Liên mà. Liên, có đúng vậy không Liên? Dạ. Em có nghe anh nói không? Em có nghe thấy anh nói gì không? Có. Em có nghe thấy gió nói gì không? Có. Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió. Giây phút bên em được nghe em nói với anh. Nên, nên. Đủ rồi. Hay ha, nói mà nhờ gió gửi. Gió nhẹ đỡ bữa gặp bão nó bay vẹ rồi nghe gì nữa. Trời đất ơi, mày á, đừng có ngơ ngẩn nghe lời giả dối của nó. Bịt tai lại con, bịt tai lại. Bây giờ bịt tai lại trả lời câu hỏi của má. Má ơi má, con yêu anh Vinh chân thành mà má. Má thương con, má đừng có cản trở tụi con nha má. Nghĩa là nếu tao cản là tao không có thương mày hay gì? Trời ơi, tôi sống mà tôi bị hiểu lầm như vậy, tôi còn sống làm gì nữa? Tôi sống làm chi nữa nè? Trời ơi, tôi cố mà tôi bị hiểu lầm. Má, trời, má sao vậy má? Diễn, diễn thôi, đừng làm cho Liên nó sợ. Diễn. Ủa, để nó coi. Bà Liên ơi. Má ơi, má còn thiếu thiệt rồi Liên ơi. Bác ơi. Liên à, Liên, đâu rồi Liên hả? Liên, má khát nước quá con ơi, rót cho má ly nước coi Liên. À Liên ơi, ủa nó đâu rồi? Liên, rồi, đi đâu rồi? Đi hẹn với thằng Vinh nữa rồi. Trời ơi, con với cái chữ tình mày đặt lên đầu chữ hiếu hả con? Trời ơi, uổng công mình giả bệnh mấy hôm nay không ăn thua gì vậy? Ủa không lẽ mình giả bệnh không có phê? Thôi bây giờ giả chết đi. Đi giả chết phải nín thở, nín lâu quá lỡ xui đi luôn, xui không được đâu. Nó về mệt quá, mệt. Má hết hồn. Ủa ai mới vô nhà mình vậy má? Ai đâu, có mình má gọi con muốn rác của ông. Bệnh kiếm con không có buồn. Không phải, rõ ràng con thấy có bóng người vô nhà mình mà. Trời, có bóng người. Có hả má? Ai vậy má? Tử thần. Trời, bóng tử thần. Tử thần tới đây làm chi má? Rước má đi chơi. Trời ơi, mày biết nó rủ là đi chơi đâu rồi vậy? Thôi má ơi, má đừng có nói vậy nghe thấy ghê quá à. Chắc là con qua mắt trong gà quá cuốc á. Má đừng có nói vậy nha má. Mà má ơi, hôm nay con nghe cái giọng của má đặc biệt là yếu dữ rồi nha má. Bệnh nặng lắm. Vậy hả má? Bệnh xuống cấp lắm rồi. Rồi má có sao không? Nó dữ lắm rồi mà. Thôi con má, nói sợ con buồn. Thôi má đừng nói gì mà má. Buồn nhất là con cứ đi hẹn hò với thằng Vinh hoài. Đâu có đâu má. Là má chết còn hơn. Không có mà, con không có đi hẹn với anh Vinh mà má. Con đi qua con hốt thang thuốc về cho má ngâm rượu rồi xoa bóp cho má mà. Ủa? Mà nãy má kiếm con chi vậy má? Bệnh khát nước. Ờ, kiếm ra rót nước uống mà không có buồn. Ủa, vậy là tự má đi má rót nước được á hả? Thì đi đâu có được. Chứ sao? Ráng đẩy xe tự rót mà rót được con phần ba nước. Trời không ơi, rót được đầy lấy.
bệnh yếu tay má. Thôi thôi bây giờ má yếu quá rồi, bây giờ má ngồi ở đây đi nha, để con đi vô con ngâm thuốc, xong rồi con ra con bóp chân cho má, rồi má cần gì má kêu con nha má, má đừng đi đâu hết nha má. Ờ, giờ mày không phải đi hẹn với Vinh phải không? Không có, con đã hứa với má rồi mà. Con cãi lời má chết luôn. Trời ơi, không có đâu không mà má ơi. Không có đâu, thiệt. Chết liền. Dạ chào bác. Ừ, cậu Kim ai? Ủa, xin lỗi cô nghe, bị giọng cô trầm quá, tôi lộn. Dạ không sao đâu bác. Dạ tại cái giọng con nói vậy á, người ta nói giọng con nó giống như giọng ca sĩ, giọng lạ đó bác. Ca sĩ nào mà được con giống giọng ca sĩ đó, xui quá. Dạ. Dạ con đến Kim Liên. Dạ con gái của bác đó bác. Dạ tụi con á là bạn học hồi nhỏ, thời cấp sách với mấy trường dấu yêu. Sao nhìn cô lạ quắc hả? Dạ tại con chưa đến nhà bác lần nào đó bác, chứ con là bạn thiệt của Liên đó bác. Ủa nói vậy Liên nó có bạn giả nữa hả? Nói thiệt với cô nghe, tôi thấy cô có vẻ lạ lắm. Xin lỗi cô nghe, mắt của cô láo liên đảo qua đảo lại, người ta gọi là cái gì biết không? Gian xảo. Cô ở đâu? Ở đâu mà nhào vô nói bạn con gái tôi? Giới thiệu cho cô biết, tôi má nó Kim quản lý con gái không hở miếng nào. Bạn này tôi biết hết. Cười gì? Bác ơi, người ta nói á là thấy sang bắt hoàng làm họ. Ừ. Mà liên nhà bác đâu có sang. Nó có gì đâu mà con phải bắt hoàng làm họ. Đúng không bác? Bạn là bạn, chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ đâu có lợi lộc gì đâu mà nhận bừa nhận đại. Nhưng mà con gái tôi không có nhà. Rõ ràng là con theo Liên mà, con thấy Liên vô tới tận trong nhà mà. Ý quên, ý con nói là con thấy Liên từ xa nên con đi theo. Nói thiệt, ban đầu nhìn cô lạ quắc à, mà sao càng nhìn càng nói thấy quen quen. Dạ không quen đâu, dạ không quen, xa lạ lắm bác ơi. Chúng mình chưa bao giờ gặp gỡ. Trời ơi, ở đâu mà có con bạn khùng vậy Liên? Ủa má, nhà mình có khách hả má? Liên, Liên, Liên nhớ mình không? Ủa mình là Linh nè. Anh à, đúng rồi đúng rồi, mình là Ánh Linh. Ánh Linh ha, tụi mình học chung lớp 12 nữa. Ờ nhưng mà sao ạ? Cô này là ai? Bạn bè gì gặp nhau mà tự nhiên là trơ mắt nhìn nhau mà hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên nọ là sao? Không phải bạn của con phải không? Nói nói mà tính sổ cái con quỷ này liền. Nói dạ bác, cô nín đi để tôi nói chuyện với con gái tôi. Sao xác định kỹ bạn hay thù? Dạ thưa má, dạ đúng rồi má, đây là Linh, bạn học của con hồi trước á má. Linh bạn học? Dạ. Chứ phải bạn học không? Dạ phải mà. Không liên quan gì tới thằng Vinh, sao Linh Vinh cho thấy dính nhau qua sát quá. Trời ơi, làm gì có Vinh đây má. Bác ơi, bác làm gì mà nhìn con dữ vậy? Cô. Dạ. Đứng yên coi. Dạ, dạ. Đừng có hòng lừa gạt tôi nghe chưa Liên. Dạ. Má đoán chắc cô ta là người của thằng Vinh phái tới làm chim xanh chim đỏ cho hai đứa bay. Ủa vậy chứ không phải má. Không phải gì? Dạ không phải vậy đâu. Tụi con á chỉ là bạn của nhau thôi. Hồi xưa đó má, tụi con học chung lớp, thân nhau lắm á, phải không Linh? À chứ còn gì nữa. Trời ơi Linh ơi, lâu quá không có gặp bạn. Linh Linh khỏe không? Trời gì vậy má? Con bị má bị cuốn theo con rồi đó. Má cũng có người bạn tên Linh thân ơi là thân. Má kỳ quá à, ta sắp hát rồi làm mất hứng hết nè. Linh à, quay về kỷ niệm lúc còn học sinh. Cho má con biết đi nha. Tà áo trinh nguyên tu thầm sừng. Trời ơi cái gì vậy má? Em giờ yếu quá. Đời học sinh với nét đoan trinh,
tô đẹp cho màu môi xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Quay thôi, quay nhiều đủ rồi con à. Quay chút thôi, quay nhiều quá mệt lắm. Nè, hai đứa bay á, nói gì thì nói má vẫn không tin. Thôi cô á, cô đi về giùm tôi. Và cô nói thẳng vô trong mặt thằng Vinh là tôi cấm cửa, tôi tuyệt giao với nó. Trời ơi má ơi, con đã nói là không phải mà má. Thôi được rồi, bây giờ để má tin á, tụi con ngồi ngay đây nè, nói chuyện trước mặt má nè. Vậy á là má khỏi sợ con với anh Vinh có trao đổi thư từ gì, phải không? Trời ơi, không, không là không. Má. Thôi được, hai đứa muốn nói gì thì nói lẹ. Ta cho thời gian 5 phút. Dạ, cảm ơn má. Nói nhanh đi, 1 phút. Vậy là hai đứa mình phải tranh thủ thời gian nha. Hai rồi đó. Liên. Lên. Hai phút chín. Trời ơi, tôi nhớ bồ quá à. Trời ơi, tôi cũng vậy đó, tôi nhớ bồ ghê vậy đó. 4 phút rồi. Trời ơi, má ơi, đang nói chuyện má làm mất hứng rồi má. Vậy, trời ơi, sao gian gian ra, gian ra 4 phút chín. Hai đứa bay làm gì mà còn hơn bồ bịch vậy? Bạn gái ôm nhau gì mà thấy ghê vậy? Hả? Bác ơi, bạn bè lâu ngày gặp nhau mà bác, bồ khỏe không? Mình khỏe, bồ khỏe không? Mình cũng vậy. Tao cũng khỏe nữa. Bác vô duyên. Ừ. Nè, chỉ có mấy ngày thôi mà tôi nhớ bồ không ngủ được. Tôi sụt mất mấy ký lô á. Trời ơi, tội nghiệp bồ quá à. Tôi thấy bồ cũng ốm đi nhiều. Bồ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Bồ mà có chuyện gì chắc tôi chết, tôi không có sống nổi đâu. Tao hai đứa bay giang ra. Trời ơi trời, tụi bay làm gì mà thấy ghê quá. Liên ơi là Liên ơi. Dạ. Má thấy cái cô này cô bệnh hoạn lắm, ngồi kế con mà tay của rờ của vuốt của cổ quẹt tùm lum hết vậy. Đi ra thôi, bây giờ vậy tao ngồi giữa, hai đứa muốn nói gì tao ngồi giữa. Trời ơi, má kỳ quá à. Má không cho con lấy chồng, rồi má không cho con quan hệ với bạn gái nữa hả? Thôi má làm cái lòng á, má nhốt con luôn đi. Liên, bác nói đúng á. Bọn đàn ông con trai bây giờ hả, không có tin được đâu. Từ nay nè, bồ phải sống với mình đi. Mình hứa sẽ yêu thương, chăm sóc bồ chu đáo. Trời ơi, cái gì vậy? Thôi mà má, con nói má nghe nè. Bây giờ á, má không muốn con lấy con trai á, thì con lấy con gái đi. Trời ơi, vậy cho xong đi. Linh ơi, hả? Tôi cũng thương bồ lắm mà. Tao ối liền bây giờ. Vậy hả? Vậy thì còn hạnh phúc gì bằng Liên. Liên. Thôi. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, ngó xuống mà coi. Mày quá rồi Liên ơi, mày hư quá rồi. Mày buông nó ra chưa? Ủa má, má đi được rồi hả má? Tao đi. Chứ không lẽ bây giờ tao ngồi tao nhìn mày làm bại hoại gia phong. Mày ôm một đứa con gái như vậy sao? Trời ơi. Chứ bây giờ má nói đi, bây giờ má muốn làm sao? Con ôm con trai cũng không được, mà giờ ôm con gái cũng không được nữa. Má muốn con ôm ai? Tao muốn mày. Trời ơi, nếu mà chuyện xảy ra như vậy thì thà là mày lấy đàn Vinh đi. Lấy đàn Vinh cho đỡ. Má nói thiệt á má? Má không bệnh nữa phải không má? Trời ơi, tao bệnh là tao để ngăn cản mày lấy thằng Vinh. Bây giờ tới lượt mày bệnh với con nhỏ này, tao thấy tao sợ, tao hết bệnh luôn rồi. Trời ơi, thôi cô ơi, tôi lại cô đi giùm tôi đi. Con gái tôi nó sắp có chồng, đúng là hơn vài bữa nữa tôi gả chồng cho nó thôi. Không có hy vọng gì nữa đâu, bỏ mộng đi, không có hy vọng nữa đâu. Thôi đi, đừng giả dối. Con gái nó có là không, nói không là có đó. Trời ơi, nhưng mà tao là bà già rồi. Tao già rồi không có tính vô cái câu đó được. Trời ơi, bà con ơi là con, thiệt là tình mày. Bây giờ sao, cô muốn ăn chổi trà phải không? Muốn ăn chổi trà mới chịu đi hả? Hả con quỷ, con quỷ sứ. Bác cười bác quá à. Lúc thì bác cấm, lúc thì bác không. Bác phải giải thích thì con mới yên lòng con đi được. Bằng không á, con cứ dấn Dương Liên mãi, Liên hoài. Linh ơi, Linh đừng có đi mà, Linh ơi. Ai, trời ơi. Thôi được rồi. Nhưng mà mày hứa mày phải chấm dứt quan hệ với con Liên nhà tao. Dạ, con hứa sẵn sàng liền á. Liên ơi, má cản con lấy thằng Vinh không phải là má muốn chia loan rẻ thúy. Không phải như vậy đâu con, mà tại vì má thấy cái thằng Vinh nó đối xử với con cũng giống y như ba con đối xử với má ngày xưa. Mà con thấy rồi đó,
Bây giờ ba con đã lạnh nhạt hờ hững làm má vô cùng đau khổ. Má không muốn con đi vào vết xe đổ của má, thằng Vinh. Rồi cũng sẽ giống như ba của mày thôi. Không có đâu má ơi. Trời ơi, chỉ có vậy thôi mà bác cấm, bác cấm vậy hả? Bác ơi. Trời ơi, bụi kinh phong giật hay sao la hết hồn hết vía dạ. Nhưng mà bác lầm rồi, con không giống bác trai nữa đâu. Ngọc Hiền, làm sao giống được? Cô có đi giải phẫu cũng không phải là đàn ông được. Má, má tha lỗi cho tụi con gạt má nha má. Má Linh, Linh là anh Vinh đó má. Đó. Cái gì? Ai? Ai? Dạ con, dạ con là Vinh đây bác. Tại vì con nhớ Liên quá nên con cải trang để được gặp Liên. Trời đất ơi, cậu quá lắm rồi. Trời đất ơi, dám lường gạt tôi, đi ra khỏi nhà tôi, đi ra khỏi nhà tôi. Bác ơi bác, con hứa với bác á là con sẽ thương yêu Liên suốt cuộc đời mà. Tao không có hứa gì hết á. Đàn ông nào cũng hay hứa hẹn rồi sau đó quên tuốt luốt à. Trời ơi, hồi đó tôi bị hứa quá nhiều đây nè, rồi bây giờ tôi bị hẹn không à. Tôi đau khổ đủ rồi, tôi không muốn con tôi phải đau khổ nữa. Bác à, bác nghe con nói nè, con khác. Nếu mà bác không tin á thì con thề cho bác coi. Khỏi, bây giờ tôi mất lòng tin vào đàn ông rồi. Má, con năn nỉ má mà má thương tụi con đi má. Má thương con lắm nhưng mà không được. Bác ơi. Má ơi. Bác à. Má ơi má. Bác. Má. Tụi bay mệt chưa? Tao mệt rồi. Trời đất ơi, hai đứa bay định banh thay tao ra hả? Thôi, mệt quá. Thấy hai đứa bay gian sinh. Đàn bà mà mũi lòng chứ. Má đau lắm à, tự giờ buồn lắm mà rác lắm. Thôi được rồi, bây giờ má sẽ bằng lòng cho hai đứa bay. Tao nói là câu này là tụi bay hết hồn liền. Sao má? Cho lấy nhau. Trời ơi. Nín, đừng có la. Dạ. Hết hồn thôi chứ đừng la, tao giật mình. Nếu mà hai đứa làm sao mà thay đổi được ba tụi bay thì mới được lấy nhau. Tao nói chưa hết mà. Nghĩa là sao má? Nghĩa là ổng phải hiểu rằng tình đầu hay tình cuối thì cũng phải giống như nhau. Chơi gì kỳ vậy? Chơi gì lúc đầu em đẹp với tao sao chơi vậy với tao? Tao cũng buồn chứ. Cũng như là rượu. Rượu đó con, càng lâu năm thì càng ngon, càng nồng. Tao là rượu đó. Mà tại sao tới giờ phút này ông không biết tao ngon với nồng? Tại sao không hiểu điều đó hả? Làm như vậy có được không? Có làm được cái điều tôi mới tâm sự cho tôi bé nghe không? Trời. Dạ bác ơi. Dạ con thấy cái này cũng hơi khó bác ơi. Khó hả con? Khó thì thôi, mất vợ. Đó là cũng bài học cho chính cậu. Cậu làm được đi thì sau này cậu mới không làm con gái tôi đau khổ. Hiểu chưa? Dạ con hiểu. Khó, nhưng vì tình yêu con sẽ cố gắng vượt qua. Tôi chờ cậu. Ba, con chịu hết nổi rồi. Ba làm sao thì ba làm, chứ vậy hoài á thà con hỏi giá còn hơn á. Gì nữa vậy? Mấy cha con mình năn nỉ lắm má con mới bằng lòng cho hai đứa tụi bay chuẩn bị đám cưới. Sao con còn nhăn nó nữa vậy? Con mới gì gây lộn với anh Vinh nè. Ủa gây lộn mà gây chuyện gì? Thì tại anh Vinh á, anh giống hệt ba à. Sao có ba trọng nữa? Kìa, anh vô tới rồi đó. Bây giờ ba muốn biết à, ba lánh mặt vô trong đi. Ba biết hết cái tật xấu của chàng rể tương lai của ba liền à. Tao không có bao giờ ưa cái trò mà núp núp ló ló vậy đâu. Nhưng mà ba phải lánh mặt ba mới biết được sự thật mà ba. Đi ba. Thiệt tình con nhỏ này, phiền quá đi. Em, sao ngồi đây sụ mặt vậy? Nóng quá. Em vô rót giùm anh ly nước đi. Mệt. Anh tự lấy đi. Sao vậy? Bộ giận anh hả? Thì tự anh hiểu đi. Thôi mà, giận thì nói người ta mới biết được chứ. Hồi trước á, tôi làm cái gì anh cũng hiểu anh á. Bây giờ á thì anh không chịu hiểu. Anh không thèm hiểu tôi nữa mà. Em à, bây giờ hai đứa mình á sắp thành chồng thành vợ rồi. Em tha cho anh cái trò trẻ con đó đi. Cái gì? Anh nói tôi là trẻ con hả?
Thì anh nghe ba nói vậy đó. Ba em nói cũng phải thiệt. Phải làm sao? Đã là vợ chồng á thì chồng phải lo lắng nhiều chuyện hơn. Trước mắt á là chuyện kiếm tiền để làm đám cưới nè, rồi có tiền để sắm sửa nè, rồi tiền chi xài cho cuộc sống riêng nữa. Ôi trăm thứ phải lo lắng. Mà em cứ bắt anh phải để ý từng ly từng chút, làm sao anh chịu nổi? Em không có bắt anh phải chiều em từng chút, nhưng mà em muốn anh cũng phải dành một chút thời gian để quan tâm tới em chứ. Vậy là em giận anh chuyện này phải không? Không biết, tự anh tìm hiểu đi. Thôi anh mệt quá mà, em không nói gì thôi. Anh ngã lưng một chút, trưa còn phải lo đi làm nữa nè. Đó, thấy chưa? Tôi biết mà. Má tôi nói đúng, má tôi nói không có sai chút xíu nào hết á. Má em nói sao? Thì má nói đời mới yêu vui là bao, rồi lấy nhau rồi buồn ra sao. Em luôn mong anh cho em tiếng yêu khi nào, sao anh vô tâm anh không biết cho em cơ sao. Vậy mà tôi đã dại dột tôi tin anh á. Trời ơi, hát mà cũng chuyển thành cằn nhằn nữa. Anh mệt quá rồi, em còn khóc lóc ý ôi chi nữa. Khóc kiểu này anh sống không nổi đâu. Hồi xưa, ủa mà có xưa gì đâu, mới có hai bữa trước à. Tôi không có nói thì anh bắt tôi phải nói. Anh nói là nghe giọng nói của tôi như là chim hót, nói như là ru anh ngủ vậy đó. Bây giờ thì anh nói là tôi cằn nhằn anh. Lúc trước tôi khóc thì anh dỗ dành. Anh nói mọi giọt nước mắt của tôi là một hạt kim cương. Bộ bây giờ kim cương rẻ lắm mà, sao anh để tôi khóc hoài vậy? Anh không thèm dỗ nữa vậy? À dỗ thì dỗ, nhưng mà anh buồn ngủ quá. Thôi em cho anh ngủ trước nha, rồi anh dỗ sao. Trời ơi, em khóc từ từ thôi, khóc khoảng chừng tiếng rưỡi nữa thôi. Để vậy cái tấm hình của tôi, anh xin tôi làm kỷ niệm. Anh để đâu mất rồi? Anh đâu có bỏ mất đâu. Chứ sao tôi mở bóp ra tôi không thấy? Anh thay cái bóp. Trời ơi, chưa. Vậy cái bóp cũ của anh đâu? Anh cũng bỏ mất rồi. Đó. À thôi mà vài bữa nữa anh sẽ tìm lại mà. Có tấm hình có đáng giá gì đâu mà khóc quá trời vậy. Trời ơi, có tấm hình không có đáng giá gì nữa nè. Bây giờ anh ăn nói với tôi vậy hả? Chứ lúc trước anh xin hình tôi, anh nói sao anh nhớ không? Anh sẽ giữ làm kỷ niệm suốt cuộc đời anh. Anh sẽ để hình tôi ở phía trái tim á, để mà tôi nghe được tiếng của anh nói là I love you, nhớ rồi. Trời nhớ ơi. Hả? Không dám nhớ đâu. Bây giờ nó biến lại cái chữ đó không phải I love you nữa, mà ai tin là ngu, ai tin là ngu, ai tin là ngu. Thôi, thôi mà em, mới có chút đỉnh mà em làm quá, em phản ứng dữ dội quá. Đây nè, cuộc sống chung của hai đứa mình sau này nó còn dài dài nữa. Sơ sơ vậy là anh muốn tập cho em quen. Trời ơi, sau này đời sống vợ chồng là như vậy. Đó, đã là vợ chồng thì gần như không còn mật ngọt, không còn hoa hồng, không còn bướm bay, không còn chim hót gì nữa. Gì kỳ vậy? Chỉ còn là dùi đục, chấm mắm nêm, là nhăn nhó, là sự cãi giả với nhau, phải không? Do đó mình tập lần lần cho nó quen. Thôi đi, nếu vậy tôi không có lấy anh đâu. Thôi được, cô không muốn lấy tôi thì lấy người khác đi, nó cũng giống như tôi à. Tôi sẽ lấy người yêu thương tôi, chứ tôi không có lấy người giống như anh vậy. Vậy bộ tôi không yêu thương cô hả? Không. Cô nói bậy nha. Bậy gì? Tôi yêu thương cô, nhưng mà tôi không biểu lộ ra. Tôi chỉ cất trong trái tim, hiểu chưa? Trời, anh cất trong tim, anh không biểu lộ ra, ai biết? À, sao không biểu lộ? Đàn ông phải cứng rắn. Trời, đàn ông phải lạnh lùng. Ghê quá ha. Phải quan tâm đến những vấn đề đại sự, chứ không phải những vấn đề mà nhỏ nhoi như phụ nữ vậy. Bây giờ anh có chắc chắn là anh không có thay đổi không? Đàn ông ai cũng vậy, chứ không phải một mình tôi đâu. Nếu vậy tôi ly dị. Ủa, mà chưa cưới thì sao ly dị? Được rồi, tôi sẽ không lấy anh. Ờ. Cái gì? Cô không chịu lấy tôi phải không? Ừ. Vậy cô lấy thằng nào chứ? Cái tôi. À, tôi hiểu rồi. Cô yêu thằng nào khác nên cô tìm cớ bỏ tôi phải không? À, anh đừng có nói bậy rồi nha. Không có nói bậy đâu. Cô là con người phản bội. Hả? Anh
anh á, anh là con người ăn nói hai lời. Trời ơi, trời đất ơi, hai đứa bay điên hết rồi sao vậy? Chưa cưới nhau mà gây gỗ như hai vợ chồng thiệt vậy à? Ê. Ba, con không có lấy ảnh đâu. Dạ thưa ba, dạ thưa bác. Dạ bây giờ Liên á thay lòng đổi dạ rồi bác. Vinh à, không phải con Liên là con gái bác mà bác binh nó đâu. Nhưng mà con sai rồi. Dạ bác nói con sai là sao bác? Con đối xử với con Liên như vậy là không có đúng. Vợ chồng mà phải quan tâm, chăm sóc nhau từ chút một chứ con. Đó, anh nghe ba tôi nói chưa? Ba, vậy á ba, vậy mà anh dám nói là anh làm như vậy là anh bắt chước ba đó ba. Vậy, vậy? Dạ, dạ đúng vậy. Dạ thưa bác, dạ con bắt chước bác, con học theo cách của bác mà. Chính bác nói với bác gái là vợ chồng sống á, chỉ cần yêu thương nhau là đủ rồi. Còn những chuyện chăm sóc nhau hay để quan tâm những tình cảm riêng tư của vợ chồng là chuyện vặt vãnh, là chuyện của đàn bà chứ không phải chuyện đàn ông. Dạ phải á ba. Bây giờ á, anh dựa vô cái lời nói của bà nói với má đó, anh đối xử với con vậy á, ba thấy có được không? Ủa, bộ bà có nói hả? Đó, bà có nói anh mới bắt chước bà đó. Có Trần Vinh nó đặt điều à. Cái môi này nó mỏng quá, mắt nó vàng à. Thôi đừng tin nó con. Dạ con thề luôn á, hai bác gây lộn với nhau, con Trình con nghe hết mà. Dạ dạ đúng á ba. Chuyện gì chứ chuyện này là con xác nhận nè. Má khóc á, má than thở với con hoài à. Ủa vậy là ba có nói thiệt hả? Dạ. Ủa sao không nhớ ta? Dạ chẳng những vậy á, bác còn nói với bác gái là hai vợ chồng già thì không nên tỏ vẻ yêu thương âu yếm nhau quá lộ liễu. Nè nè nè, cái này đó cậu nói đúng nè. Già rồi làm vậy nó kỳ. Thì bởi vậy bắt đầu từ bây giờ con phải tập lạnh lùng cho quen. À, nếu con âu yếm thương yêu Liên thì sau này lớn tuổi rồi làm sao con sửa được. Đó ba thấy chưa, ba dạy anh vậy đó, ba dạy anh đối xử tệ bạn với con vậy đó. Ba phải nghĩ cho phụ nữ tụi con chứ. Lúc trẻ nè, con có nhiều người theo đuổi mà con có cần tới sự âu yếm của chồng thì tới khi già nua không ai thèm ngó tới nữa. Con còn phải cần nhiều hơn nữa chứ ba thấy không? Đằng này ba lại đối xử với má như vậy, rồi ba lại gián tiếp ba xúi ảnh bỏ bê con cho ảnh đối xử với con vậy á, ba thấy có được không? Dạ chưa hết đâu. Bác nói hả? Rồi bác còn làm nữa kìa. Ta làm gì? Cậu đừng có nói bậy nha. Đây nha, con nói có sách mách có chứng nha. Mỗi lần bác gái có chuyện muốn tâm sự với bác thì bác đọc báo, bác không thèm nghe, đúng không? Chưa hết, rồi bác không cần quan tâm đến tâm tư tình cảm của bác gái, bác còn cấm bác gái nói chuyện nữa kìa. Chưa hết đâu bác. Mỗi khi bác gái tỏ vẻ âu yếm thì bác lại bực dọc mắng bác gái nữa. Bởi vậy bây giờ ảnh hành hạ con gái của ba là đúng rồi. Ba nghĩ đi, con gái của ba nè, xinh đẹp nè, dễ thương nè, yếu đuối nè, có đáng để bị chịu đau khổ vậy không ba? Thôi, ba nghe hết rồi. Các con nghe ba nói nè. Dạ. Thật sự bao lâu nay ba không ngờ là ba đã suy nghĩ nó sai. Ba đã đối xử không phải với má con. Vinh à. Thiệt dạ, hả ba? Những việc làm của bác là sai lầm rồi. Con không nên bắt chước theo bác. Nếu con hứa thì bác mới gả con gái cho con. Ba bắt anh hứa làm sao ba? Con phải hứa là sẽ yêu thương, chăm sóc Liên trước sau không thay đổi. Vợ chồng tương kính như tân, nghĩa là phải đối xử thương yêu nhau như ngày đầu mới cưới vậy á. Đó, anh nghe ba nói chưa? Anh có hứa không? Cha, cái vụ này hơi căng. Ba ơi, con có đề nghị là hai cha con mình á hỗ trợ lẫn nhau đi ba. Thường xuyên nhắc nhở nhau nghe ba. Ừ, được rồi, ai mà lơ là với vợ thì người kia phải nhắc nhở ha. Yes sir. Thôi bây giờ nè, con dắt con Liên ra ngoài vườn đi dỗ ngọt nó đây ha. Ba, đa số thắng thiểu số phải không ba? Chà mày, dành cơ hội cho ba chuộc lỗi nữa chứ con. Đi mau lên đi. Em ơi, kỳ này chắc tụi mình đám cưới thiệt sự rồi em ơi. Anh á, gây lộn ý như là thiệt vậy đó. Nè, bộ tính tập vợt trước để mai mốt chiến đấu với tôi phải không? Trời đất ơi, nữa nghỉ quan cho anh nữa. Tưởng thiệt là chết nó. Ra ngoài.
chạy ra ngoài. Ngoài kia có cô bé trèo cây me mặt xe tròn lắng nghe. Ngoài kia có chú bé trèo cây me mặt xe tròn lắng nghe. Ngoài... yêu đời quá ha. Lâu lắm rồi nhà này mới có mùa xuân à. Em ai mới kêu tôi vậy? Anh chứ ai. Trời ơi, bữa nay ông xưng là anh hả? Anh với em hả? Ông ơi, ông thấy trong người ông sao rồi? Đừng làm tôi sợ nghe, có gì nói trước. Tôi vẫn tỉnh táo, bình thường hả? Tỉnh táo? Vậy là tôi bất bình thường. Không, em vẫn xinh đẹp như ngày nào của 30 năm về trước. Ông muốn gì? Em đâu cần phải thủ thế với anh. Anh chỉ muốn mời em đi dạo phố. Đã lâu lắm rồi vợ chồng mình đâu có dịp đi bên nhau. Ông cũng biết vậy nữa hả? Thôi mà, đừng nức nở mà. Hôm nay là ngày vui của vợ chồng mình. Đừng nức nở, đừng khóc em. Tôi bất ngờ. Ê quên, em bất ngờ lắm. Em sẽ còn bất ngờ hơn nữa. Kể từ đây anh sẽ thay đổi, sẽ làm cho mối tình già của vợ chồng mình cũng ngọt ngào, hạnh phúc, phù hợp với hoàn cảnh và tuổi tác của chúng ta. Trời ơi, nếu vậy thì em không mong gì hơn nữa. Em không cần nhằn anh nữa đâu anh ơi. Anh cũng không thờ ơ. Em sẽ không cao quá và nhẵn nhỏ. Anh cũng không lạnh lùng. Em sẽ không khóc lóc rên rỉ. Anh cũng không gắt gỏng nạt nộ em. Thôi, mình đi kẻo trễ. À, vậy hả? Em muốn ngắm hoàng hôn rơi trên ngàn lá. Mơ mộng quá. Ê đừng. Đồng mà. Đưa mà đừng. Thôi. Chẳng ba. Hoàng hôn. Hết hồn mà. Vậy là thành công rồi em ơi, mừng quá mừng quá. Mừng quá à, nhưng mà anh la làm em cũng hết hồn luôn á. Làm gì la dữ vậy? Anh phải mừng chứ. Ngộ kỳ thần, con kiến nó leo cây. Anh nói sao nghe lạ kỳ. Phú duyên mà thiên lý ngộ, yêu em anh vẫn chờ. Gặp mặt nhau đây chốn này, họ hẹn đi chung sắc son. Ra duyên anh cưới em, ra duyên anh cưới em, ra duyên ta cưới nhau. Coi. Thôi anh kỳ quá à. Có gì đâu kỳ, giống như ba má mình hồi nhỏ vậy mà. Đừng mà, đừng mà.